Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của lễ lẩu tăng binh của Thiên Dũng nhá. Ở Yên Sơn, Yên Trạch, Cao Lộc, Lạng Sơn nhá quý vị. Ở đây là gần ga Bản Thí nhá, gần Bản Thí. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Bây giờ mời quý vị cùng nghe hát then và múa trầu nhá. Hiện giờ thì là các con hương, con cầu, con ký, con gửi đến rất là đông tối ngày hôm nay để làm lễ.
Đi thầy. Không. Không cha cha rồi, đông lắm rồi không làm cha cha. Hello cô nha.
quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha quý vị.